Dương Trương Thiên Lý, thím của Lan Khuê, từng là chủ Miss Universe Việt Nam, nhân tố bí ẩn trong vụ tranh chấp tên gọi. Giữa ồn ào giành quyền sử dụng tên họ Hoàn Vũ Việt Nam, bất ngờ xuất hiện tên Á hậu Dương Trương Thiên Lý, được cho là cựu giám đốc Miss Universe Việt Nam, nhân tố bí ẩn đang nắm giữ cổ phần của Unicorp và là người đại diện Unicorp làm việc với JKN, MUO. Điều thú vị nữa là cô cũng chính là thím của siêu mẫu Lan Khuê, CEO mới của Miss Universe Việt Nam. Á hậu sở hữu nhan sắc vạn người mê. Dương Trương Thiên Lý được công chúng biết đến khi đăng quang Á hậu hai họa Hoàn Vũ Việt Nam 2008 nhờ vào nhan sắc và tài năng nổi bật, người đẹp còn được chọn làm đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Thế giới. Dù sở hữu chiều cao chưa tới 1m65 nhưng người đẹp có gương mặt với những đường nét thanh tú, khí chất quý phái và sang trọng hiếm có. Profile của Á hậu 2 sinh năm 1989 cũng rất được chú ý. Người đẹp lớn lên trong gia đình có truyền thống hiếu học, có bố là giảng viên tại Đại học Khoa học Tự nhiên, mẹ là bác sĩ khoa mắt, anh trai và chị gái của Thiên Lý đã tốt nghiệp ngành y và kiến trúc tại Mỹ. Sau khi giành được vị trí khá cao tại cuộc thi sắc đẹp lớn, có thể là bàn đạp để tiến sâu hơn vào showbiz, nhưng người đẹp vẫn quyết định tạm gác lại tất cả, cô quay trở lại Mỹ để hoàn thành chương trình học ngành truyền thông tại Đại học St. Mary, Mỹ. Cuộc hôn nhân viên mãn. Sau khi hoàn thành việc học, Á hậu Dương Trương Thiên Lý về nước nhưng cũng rất ít khi xuất hiện trước công chúng. Cho đến giữa năm 2011, cô bất ngờ kết hôn cùng doanh nhân Nguyễn Quốc Toàn ở tuổi 22. Được biết, chồng của Dương Trương Thiên Lý lớn hơn cô nhiều tuổi, anh là con trai của cố doanh nhân Trần Thị Hường và là chủ ngân hàng Nam Á, tập đoàn Hoàn Cầu, đơn vị giữ bản quyền đề cử các người đẹp đi dự thi Miss Universe tại Việt Nam. Chính vì thế, cuộc hôn nhân của Dương Trương Thiên Lý đã thu hút sự quan tâm lớn của công chúng. Nói về cuộc hôn nhân của mình, Dương Trương Thiên Lý từng thổ lộ: "Tôi vẫn nghĩ trên đời chẳng bao giờ có hai người hoàn toàn giống nhau hay hoàn toàn phù hợp. Giữa vợ chồng, quan trọng là có tình cảm tự nhiên. Chúng tôi đến với nhau không có ép buộc. Tôi nhận ra vợ chồng đúng là duyên nợ, vì nặng nợ nên mới ở với nhau chứ không phải là người khác." Người phụ nữ quyền lực. Sau thời gian lui về vun vén cho gia đình, Á hậu Dương Trương Thiên Lý bắt đầu tham gia vào việc kinh doanh của gia đình và quay lại showbiz với một vai trò mới. Cô nhanh chóng trở thành người phụ nữ quyền lực trong đấu trường nhan sắc khi đứng ra tổ chức lại họa Hoàn Vũ Việt Nam. Trong hai mùa giải 2015 và 2017, Á hậu Dương Trương Thiên Lý đều đảm nhận vai trò giám đốc quốc gia của họa Hoàn Vũ Việt Nam và thường xuyên xuất hiện đồng hành với vai trò cố vấn của cuộc thi. Vào năm 2019, cái tên Dương Trương Thiên Lý bất ngờ trở thành tâm điểm của sự chú ý, quan tâm khi ông Nguyễn Trấn, chồng cố doanh nhân Tư Hường, chính là bố chồng của Á hậu Thiên Lý, đã lên tiếng tố cáo con trai ruột cùng con dâu, cha đẻ con dâu chiếm đoạt tài sản tổng ước tính lên tới khoảng 30.000 tỷ đồng. Bố chồng của người đẹp này mong muốn đòi lại số tiền để chia đều cho các con vì cho rằng không thể chấp nhận việc con cái bất hiếu dùng thủ đoạn để chiếm đoạt tài sản chung của gia đình. Tuy nhiên, sau đó vụ việc dần chìm xuống và rơi vào quên lãng. Trước lùm xùm tai tiếng này, Thiên Lý không lên tiếng đính chính hay phủ nhận. Kể từ đó, không ai biết rõ người đẹp có còn tham gia điều hành cuộc thi hay đã giao cho người khác. Thế nhưng mới đây, trong văn bản JKN, MUO gửi cho Unicorp có nêu đích danh nàng Á hậu Thiên Lý khiến công chúng rất bất ngờ. Vậy là tiếp tục có thêm một nhân vật mới xuất hiện trong cuộc chiến giành quyền sử dụng tên Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam. Điều thú vị nữa là Á hậu Thiên Lý cũng chính là thím của siêu mẫu Lan Khuê, CEO mới của Miss Universe Việt Nam.